Alo, xin chào quý anh em. Quay anh em xem cái động cơ Komatsu 410 mã lực, máy Komatsu thủy nha anh em. Đây, quay chi tiết cho anh em xem cái Komatsu thủy. Máy được làm mới lại. Cái Komatsu nhìn nó gọn nhưng mà nó cũng rất là ngầu ha. Thiết kế ở cái bình cắt te rồi đó, bình nhớt của nó rất là ngầu. Nó có đấu sẵn hộp số luôn nè, hộp số như hộp số là hộp số Nico, hộp số Nhật luôn nha anh em. Đây mình quay một vài cái chi tiết kỹ càng của máy rồi mình quay tổng hợp cho anh em xem. Cái động cơ 410 mã lực nhưng mà cái dòng Komatsu, giống như mình đã từng nói với anh em nhiều cái clip trước, đó là cái kiểu thiết kế của nó rất là gọn gàng, nó không có bành chành và to tướng ra, nó hầm hố và góc cạnh như cái máy của cái dòng Genma. Ở đây kẻ máy và kẻ hộp số mà nó nhìn cái máy nó rất là gọn, vuông vắn. Chi tiết của 6 con heo dầu nó được thiết kế phía bên trái của máy. Đây, cái logo Komatsu nè. Đấy. Hệ thống 6 con heo dầu nó bơm thẳng ở trên 6 cái lốc máy. Cái dòng thì nó thiết kế bơm vô nghe chỗ cái góc cạnh này. Dòng này nó thiết kế bơm trên 6 cái nắp chụp đầu bò này. Cái máy Komatsu này sẽ được thay cho con tàu cá dài tầm 16 mét ở đằng kia. Con tàu cá này là trước kia nó chạy cái máy đơ hâm 2. Đây, cái bình quay chi tiết cái Komatsu cho anh em xem. Ở này bình quay luôn cái hộp số Nico, có chữ Nico nè. Đấy, mấy cái hộp số này xài sướng lắm nha anh em. Có cả cái đồng hồ báo nhiệt độ của nhớt. Ở đây nó có hẳn luôn cái quay nhớt. Mình thích cái quay nhớt này ha. Thay nhớt rồi nó rất là tiện. Hộp số Nico này không biết mấy chấm đây. Mình quay hình như nó lạc lạc đây, hình như 2.92, hộp số 2.92 đúng không anh em, ở dòng tua 2130 dòng. Bên kia đây, bên kia ảnh cẩu cái máy đơm 2 lên, thấy cái máy đơm 2, máy đơm 2 nó tầm 300 ngựa đổ lại nhưng mà nhìn cái máy nó rất là hầm hố ha. Wow, trời ơi. Bây giờ anh cẩu cái đơm 2 xuống và cho cái máy Komatsu lên ghe lại. Chút nữa anh cẩu xuống nghiêm chỉnh là mình review luôn cái đơm 2 cho anh em xem. Cái đơm 2 này hình như là cũng là cái đơm 2 thủy cho anh em. Cái bình cắt te của nó chịu trọng lực của toàn cái máy. Đây quay cho anh em xem đang cẩu cái Komatsu 400 mấy chục mã lực xuống cho tàu cá ghe thu mua. Đây, xe cẩu đây. Hay cái máy Komatsu thủy 400 10 mã lực nhìn đã quá ha.
Không, camera là tư. Tư. Chờ ông xong nghe. Được, vậy nè. Ta muộn chút mày. Đi nhẹ nó đi. Ta muộn chút. Ta xuống lại. Ta muộn. Nghe lên, tư. Ta muộn á. Đưa cao ta muộn. Thâu. Tao xuống từ từ đi. Mấy anh em thợ đang từ đi. Cho máy xuống tại hầm máy. Xuống chậm chậm ơi. Xuống chậm. Xuống chậm chậm ơi. Cần biểu bước. Đấy, cho cần dài đi. Biểu bước dài đi chút. Hô. Xuống từ từ chút từ móc lên cái từ từ đâu từ từ đâu không chứ đâu. Từ từ không nha. Không có lên đứa này. Đây là đội ngũ của mấy anh em thợ bắt máy. Đây anh tài xế xe cẩu quen thuộc nè, từng cậu mấy cái máy 6-700 mà là của ghe gia đình mình, dòng Komatsu, cái kiểu thiết kế của nó có nhiều cái nét giống giống của cái đơ 22 thủy. Có cái hộp số Nhật Nico nhìn đã quá. Xuống đâu. Đây mình quay cái đơ 22 của Mitsubishi cho anh em xem chiếc cỡ. Mấy con heo dầu nó nằm ở phía bên trái. Bộ dầu của nó. Đây, bộ dầu của máy đây. Lên đi vô 6 cái lốc máy ở đằng này. Nó khác với cái Komatsu hồi nãy mình quay. Nó vô hẳn ở trên cái đầu bò luôn. Này nó vô ở cái phía góc này ha. Đấy. Này anh chạy hộp số đây, hình như là hộp số Nhật hay sao. Mấy cái thông số của hộp số nó bị linh dầu che hết trơn. Nay quay clip cho anh em một số những cái máy ha. Anh em ghe tàu đầu mùa với cuối mùa là thay máy mới rất là nhiều. Trang bị cái đồ quay nhớt hẳn luôn. Nếu anh em nào xài máy công suất nhỏ mua lại thì sử dụng ok, hoặc là anh em xài sử dụng máy phát điện thì mua lại những cái dòng máy này thì tuyệt vời, khỏi phải chơi. Ở đây mình quay cho anh em xem cái máy Isuzu. Isuzu này là 600 mấy 700 mã lực, có đấu sẵn hộp số cho anh em xem. Cái Isuzu này là Isuzu xe nhé anh em. Isuzu xe, anh em thấy họ chớ cái bình nước ngọt này, nó rời rạc. Và ở cái bình tắc kê, cái bình chứa nhớt của máy á, là nó lõm. Nó lõm, nó rất là gọn. Nó chỉ có một cái bầu vuông ở phía bên góc này thôi. Cái dòng máy xe thì nó chạy nhớt ít hơn so với cái dòng máy thủy. Và cái điểm đặc trưng đó là cái dòng máy xe là nó không có chịu trọng lượng của cái máy. Đây, ở đây tàu cá mình đang quay mà ảnh thay cái Komatsu 410 mã lực là ảnh bắt thêm luôn cái máy 10. Cái máy 10 của dòng Genma đã chạy điện sinh hoạt ở trên ghe. Đấy. Vừa mới cẩu cái Komatsu xuống là anh cẩu luôn hẳn cái máy 10 luôn.
cá ghe thu mua được trang bị một cái Komatsu thủy 410 mã lực với một cái máy 10 để chạy điện thắp sáng sinh hoạt trên ghe, có trở ngại gì về bình đờ bình kia bình nọ là có cái máy đó nó thắp sáng để anh em xử lý các cái tình huống ở trên biển rất là tiện dụng ha. Ok, mình quay lại cái Isuzu 600 mấy 700 mã lực cho anh em xem, giới thiệu chi tiết cho anh em xem là đây là Isuzu xe và các cái dòng của một số ha, một số các cái dòng của Isuzu thì mình thấy cái màu sơn đặc trưng này là khá là phổ biến. Hôm trước mình cũng có quay cho anh em xem cái Komatsu 700 mấy chục mã lực, nó cũng sơn cái màu này, màu tím tím hơn này tí xíu. Ở đây anh đấu sẵn hộp số nè, mình quay luôn cái hộp số cho anh em xem. Hộp số này hộp số có hẳn cái số 4, 4 tua máy ha. Hộp số này hộp số Trung Quốc nha anh em. Đây mình quay cái thân máy, body máy của cái Isuzu cho anh em xem. Máy được làm mới lại, rất đẹp. Tiếp tới cái dàn heo dầu nó cũng nằm phía bên trái của máy luôn. Bình nước ngọt quen thuộc của cái dòng máy xe. Mấy cái bình nước ngọt đó là mấy cái bình độ ha. Trước kia thì hệ thống máy xe máy ảnh làm mát bằng cánh quạt. Ok, có lẽ clip này mình sẽ quay luôn cái tình tiết mà ảnh xuống cái máy Isuzu xuống ở dưới tàu cá luôn cho anh em xem. Anh em cố gắng theo dõi hết full video nè. Cái máy Komatsu lúc nãy là cho con tàu ghe thu mua này, còn cái Isuzu là bây giờ anh em sẽ xuống bỏ ở dưới con tàu câu cá ngừ đại dương. Anh em bố trí cái máy là cho anh nằm ở cái góc giữa của cái thân xe, lát xíu nữa xuống ở dưới tàu để chúng ta dỡ đặt ở xuống dưới tàu. Đây mình quay cái tình tiết xuống cái Isuzu 600 mấy 700 mã lực xuống tàu cá phường Phú Đông thành phố Tuy Hòa cho anh em xem, xuống cho ghe câu gù và lưới chuồng ha. Đậu cái 24 xe kìa, 24 xe bỏ ghe cái này mở bốc lên nè. Đây mình quay cái chi tiết ảnh cẩu cái máy cũ của ảnh lên, rồi để anh thớ cái máy Isuzu 700 mã lực xuống.
xíu nữa mình sẽ khám phá thử cái máy cũ của ảnh là cái máy gì ha. Cái máy cũ, nhìn cái máy nó không dở sợ cái máy. Giang mê. Cái này Giang mê hình như là 6kH. 6kH nhưng mà có lẽ là cái đời nó thấp ngựa ha. Chút nữa mình sẽ khám phá được cái 6kH này nó mấy trăm mã lực cho anh em xem. Đây mình quay cho anh em xem cái động cơ máy thủy của dòng Giang Ma, của cái con tàu cá lưới chuồng, lưới câu gù ha. Ảnh thay cái máy Isuzu 700 mã lực. Đấy. Mình quay chi tiết có bầu nước ngọt này thì anh em biết đây là cái dòng máy xe ha, dòng 700 mã lực nhưng mà thiết kế rất là gọn gàng. Còn ở này là cái máy cũ của ảnh, là hồi nãy là mình có nói với anh em là đoán sơ qua, mình nhìn từ xe mình nghĩ cái này là 6kH, nhưng mà khi mà lại gần mình kiểm tra mình biết là cái này là 6HE. 6HE này nó tầm 200 mấy chục mã lực thôi, nhưng mà đặc biệt nó là cái dòng máy thủy. Máy 6HE này ngày xưa là giá trị lắm nha anh em. Ảnh chạy luôn cái hộp số của zin của dòng Giang Me luôn. Đây hộp số zin của Giang Ba được đấu theo cái máy 6HA, máy cũ của ảnh. Anh em thấy cái máy có 200 mấy chục mã lực à, mà cái dòng Giang Ba nó thiết kế nhìn nó hầm hố ha. Những cái đường ống gió đồ của nó, nhìn mấy cái nét góc cạnh. Cái dòng Giang Me của cái 6HE này nó thiết kế ba cái nắp chụp đầu bò, nó rất là giống theo kiểu nó hơi hao hao giống với cái dòng máy lớn là cái máy 6HI. Máy 6HI nó cũng thiết kế cứ ba máy là một nắp chụp, ba máy là một nắp chụp, nhưng bây dòng 6HI là nó 600 mấy chục mã lực. Nhìn cái máy nó to tướng và nó ngầu hơn cái máy 6HE rất là nhiều. Anh em thấy cái dòng máy Giang Ma nó được thiết kế rất là đẹp, rất là cứng cáp. Hệ thống bô nước nè, mát máy ha. Ở đây cái sinh hàng cho hộp số, cái sinh hàng cho cái hộp số của Giang Ma dở sợ anh em. Nó lấy nước từ cái bình nước ngọt. Đây. Nó đi hẳn ra ngoài hộp số. Làm mát cho nhớt của hộp số ở đằng này ha. Nhớt của hộp số nó bơm lên rất là gọn ở trong cái bình nhớt hộp số đây, để cho cái nước máy nó làm mát lại cho cái nhớt của hộp số và cái ống nhớt ra, cái ống nước ra của hộp số đó. Nhìn rất là bự ha. Ống nước ra của hộp số dữ dằn luôn trời. Ống này chắc ống 32. Cái ống nước ra của cái hộp số của cái máy của mình nó có 16 á. Ống này tôi gấp đôi thì có nghĩa là cái hệ thống làm mát cho cái hộp số của cái máy 6HA này rất là tốt. Cái sinh hàng nó to như là cái ống nước làm mát của nó nhiều thì cái nhớt của hộp số nó sẽ được làm mát tốt hơn. Mình review thêm chi tiết của cái máy 6HA cho anh em xem rồi mình sẽ quay hẳn cái tình tiết ảnh xuống cái máy Isuzu 700 mã lực cho anh em xem. Ở đây hai cái bầu lọc nhớt của cái máy 6HE, bầu này bằng inox hình như là bầu độ ha.
cũng có thở là cái bầu zin mà cũng có thở là bầu đồ, theo mình nghĩ đây có thở là cái bầu đồ, bởi vì cái bầu zin của nó đa phần là cái mấy cái trái trái bằng gan bằng nhôm chứ không phải là cái trái inox này. Này khi ảnh thay mấy cái bầu lọc này thay cái ruột ở trong không ạ. Còn một số những cái dòng máy là nó thay nguyên cái trái luôn, nguyên cái bộ lọc và cái bộ trái ở bên ngoài. Cái bình nước ngọt làm mát cho máy của cái dòng máy thủy nó thiết kế body kit bo theo thân máy, những cái chi tiết nó liền lạc với nhau, khác hẳn so với cái dòng máy xe. Cái dàn dầu, cái dàn dầu của 6HE nó làm rất là gọn đó. Cái bộ 6 con heo dầu xuống dưới mấy cái bếp dầu rồi nó làm gọn gàng có tí xíu đau hơn gam của mình nè. Có những cái bộ dàn dầu của các cái dòng máy khác nhìn dữ dằn à, hai người kia không nổi nữa. Này cái trái lọc dầu dở sợ rồi. Cần thăm nhớt liên đen ngòm. Đây mình quay cái chi tiết xuống máy cái Isuzu 700 mã lực cho anh em xem. Vừa mới cẩu cái 6HA của Giang Ma lên, bây giờ anh cẩu cái Isuzu 700 mã lực xuống cho con tàu của cá ngừ đại dương. Số cái máy nó cũng hơi khó nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tao lui lui chút, lui chút. Mày nào không bị ra đây chú không? Nhà nào? Nhà nào? Không, không. Chúng ta mấy anh em thay mấy mấy anh bỏ từ ở trên bỏ xuống nó thoải mái hơn, nó nhanh hơn mấy anh em. Một số anh em tháo ở khu vực trước, cậu hạ máy xuống rồi cậu máy lui là nó khó khăn, nó cản trở nhiều hơn. Còn ở trên mấy anh bỏ xuống là gọn gàng, bỏ một phút một. Mở đây chứ, kéo lên, kéo lên, xé thêm. Mấy anh em đang tiến hành cắn chỗ nào mấy anh âm dán cho nó xuống. Ok, coi như tình tiết chảo cái máy Isuzu 700 mã lực xuống dưới ghe, như vậy là nó hoàn thành nha anh em. Đây là một clip cũng khá là đơn giản mà mình quay cũng rất là nhiều máy cho anh em tham khảo, mà đồng thời mình cũng có cơ hội để tham khảo nhiều máy để biết thêm một tí xíu về tất cả các cái dòng máy. Đối với các anh em làm nghề thu mua, anh em làm nghề biển, hoặc là một số anh em đam mê tàu thuyền và máy móc ha, xin chào và gặp lại anh em, hẹn gặp lại anh em ở một cái clip tiếp theo về tàu thuyền và máy móc.